cái căn nhà ngay sau mình đây đang được giao bán với giá 3 triệu mốt. Tô phở này có giá 16 đô. Người vô gia cư sống đầy trên phố. Dân số Cali liên tục giảm. Ngay cả ngài thống đốc cũng kêu gọi mọi người quay trở lại Cali. Liệu California có còn là nơi đáng sống nữa hay không? Nếu bạn hứng thú với chủ đề này và cũng muốn nghe cái câu chuyện của gia đình mình á, thì hãy theo chân mình nha. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn nói về một cái chủ đề mà cũng không có gì là mới mẻ lắm, nhưng mà chắc chắn là có nhiều bạn quan tâm và cũng thế nào cũng gây những cái ý kiến trái chiều khác nhau. Đó là liệu tiểu bang California có phải là một nơi đáng sinh sống hay không? Thì có nhiều bạn xem kênh của mình thì cũng có hỏi mình là liệu gia đình mình có thích ở Cali hay không, hoặc là có ý định chuyển sang tiểu bang khác sinh sống hay không. Thì mình cũng xin nói thật luôn là tụi mình chỉ có kinh nghiệm sống ở Cali thôi là hơn 1 năm rưỡi. Còn những cái thành phố hoặc là tiểu bang khác thì tụi mình mới có thời gian đi du lịch thôi, chứ chưa có thời gian sống và trải nghiệm. Thế nên thì những cái chia sẻ trong video này nó cũng gọi là mang tính cá nhân và khá là phiến diện. Mình thì là cũng có bạn bè chuyển từ tiểu bang khác đến Cali sinh sống, và cũng có bạn bè chuyển từ Cali sang tiểu bang khác. Thì cũng có một cái anh khán giả xem kênh của mình cũng đổi với mình qua email, thì anh nó rất là khuyên gia đình mình là hãy chuyển sang tiểu bang khác sinh sống đi, tại vì gia đình anh nó là cũng từ Cali chuyển sang tiểu bang khác sinh sống và cảm thấy rất là hài lòng với cái lựa chọn đó. Thì thực ra cái chuyện mà ở đâu nó tùy thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu, tính cách và tính chất công việc của từng người, từng gia đình khác nhau. Ngay cả nếu mà các bạn mà hay theo dõi trên những cái hội nhóm hoặc là những cái forum cuộc sống Mỹ thì người ta bàn tán về cái tiểu bang Cali và những cái tiểu bang khác rất là sôi nổi và có vô vàn những ý kiến trái chiều khác nhau. Thì sau khi nghe rất nhiều ý kiến từ bạn bè mình có này, người lạ có này, và bản thân mình nữa, thì mình rút ra được 3 điều mà thông thường mọi người hay nói đến khi mà ở Cali. Thứ nhất là tiền bạc này, thứ hai đó là thời tiết, và thứ ba liệu bạn có phải là người thích sống ở nơi có đông cộng đồng người Việt Nam hay không. Đầu tiên thì mình sẽ nói về mặt chưa tốt đi ha, về những cái lý do mà tại sao mà hàng ngàn người bỏ Cali đi mỗi năm như vậy. Nếu mà các bạn mà có hay theo dõi những cái thông tin, những cái tin tức thì các bạn sẽ biết rằng là trong 2 năm vừa qua là cái tỷ lệ dân số của Cali là luôn luôn sụt giảm luôn. Chỉ riêng năm 2022 là năm ngoái đó, là có hơn 300.000 người đã rời bỏ Cali đi. Nếu như mà cái dân số của cả Mỹ là tăng lên 0.4% thì trong 2 năm vừa qua là dân số Cali là luôn luôn sụt giảm luôn đó các bạn. Có rất nhiều lý do mà những người dân ở Cali phải rời bỏ Cali, nhưng mà thông thường thì người ta sẽ nhắc đến 3 cái lý do chính. Là thứ nhất đó là thuế cao này, rồi thứ hai đó là cái chi phí sinh hoạt ở đây nó quá cao, quá đắt đỏ đi, và thứ ba là cái tỷ lệ tội phạm đang ngày càng gia tăng và người ta cảm thấy là không còn an toàn khi mà sống ở Cali nữa. Và đặc biệt là sau thời Covid thì rất nhiều công ty cho nhân viên của mình được phép làm việc remote, không cần đến công ty làm việc, vì thế là rất nhiều người gọi là chuyển đi những cái tiểu bang khác hoặc là những cái thành phố khác có chi phí sinh hoạt rẻ hơn để sinh sống. Người dân ở tiểu bang Cali thì có cái gánh nặng thuế gần như là cao nhất nước Mỹ. Thông thường một người dân ở Mỹ thì sẽ phải đóng những cái loại thuế như là thuế thu nhập cá nhân của liên bang, của tiểu bang, rồi thuế nhà đất và thuế gọi là thuế tiêu dùng, thuế mua sắm sales tax. Thuế thu nhập cá nhân liên bang thì là ở đâu trên nước Mỹ bạn cũng phải đóng rồi. Nhưng mà những cái thuế loại thuế khác thì là tùy theo tiểu bang ha. Có tiểu bang có mà cũng có tiểu bang không có. Chẳng hạn như ở Texas thì là không có state income tax, nhưng mà cái thuế nhà đất thì là khá là cao, tầm trên dưới 3%. Rồi ở tiểu bang Oregon thì là không có sales tax nhưng mà lại có cái state income tax. Còn ở Cali thì là có tất cả các loại thuế trên, và đặc biệt là cái thuế thu nhập cá nhân mà đóng cho tiểu bang cũng rất là cao, thuộc dạng là cao nhất nước Mỹ luôn, có cái marginal là trên 13%. Trong một video trước của mình, khi mà mình làm về lương của những kỹ sư công nghệ ở những cái big tech ở Bắc Cali thì lương rất là cao, là từ 180.000 cho đến hơn 1 triệu đô một năm. Thì có rất nhiều bạn vào bình luận bảo là sao mình không làm cái mức lương mà sau thuế đi, để cho nhiều người khỏi ảo tưởng về cái mức lương cao như vậy. Thì nhân đây, nhân dịp hôm nay nói về cái mức thuế ở Cali thì mình sẽ nói luôn về cái ví dụ này ha. Thì những cái người kỹ sư mà có cái mức lương là 180.000 đến hơn 1 triệu đô một năm, gọi là cái mức lương rất là cao ngay cả ở với Cali, thì những cái người này phải đóng cái mức thuế rất là cao, ở trung bình là từ 30% cho đến 50 hoặc là hơn 50% luôn. Thì các bạn có thể thấy đi, nếu mà một người mà làm lương 1 triệu đô một năm thì cái số tiền sau khi đóng thuế
á, là họ chỉ có mang về là hơn 500 ngàn thôi. Còn một người mà lương 200 ngàn á, thì sau khi trừ thuế đi họ cũng chỉ còn lại khoảng hơn 130 ngàn. Và với cái mức chi phí đắt đỏ như ở Cali á, thì sau khi trừ sinh hoạt phí đi thì họ cũng không còn bao nhiêu tiền hết. Nói chung là ở đây á, càng làm lương cao thì cái tiền bạn phải đóng thuế càng nhiều. Mà hơn nữa thì mình thấy những cái người mà có thu nhập cao á, thì cái mức sống của họ cũng ở cái tầng cao hơn, phải chi tiêu nhiều khoản đắt đỏ hơn thì thực ra cũng không còn bao nhiêu. Còn những cái người mà thuộc cái tầng lớp lao động bình thường á, có cái mức lương và mức thu nhập thấp hơn, thì sau khi trừ thuế và trừ những chi phí sinh hoạt hàng ngày ra thì mình thấy hầu như là sẽ không có còn tiền nữa. Bởi vậy á, cái việc mà sống paycheck to paycheck ở Cali á, nó rất là phổ biến luôn. Paycheck to paycheck mình nghĩ là dịch giống như là làm đồng nào xào hết đồng đó đó, thì rất là phổ biến. Nói chung là chỉ sau mỗi Hawaii thôi. Còn nói về cái mức chi phí sinh hoạt ở Cali á, thì chắc hẳn là ai cũng biết rồi ha. Cali là một trong những cái nơi mà có cái mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất ở nước Mỹ. Thì trước đây là mình cũng đã từng làm hai cái video chia sẻ về cái mức chi phí sinh hoạt ở Cali, mà cụ thể là ở Bắc Cali á. Thì bạn nào nếu muốn xem lại thì mình sẽ để lại link ở cái phần dưới phần mô tả ha. Nói về giá cả thì là giá cả ở Cali nó cao hơn mặt bằng chung so với của toàn nước Mỹ. Ví dụ như là tiền xăng đi ha, thì cái giá xăng trung bình ở nước Mỹ hiện tại là chỉ có 3.4 thôi, trong khi ở Cali là đến 4.6. Và những cái chi phí khác như là chi phí ăn ở, sinh hoạt, mua sắm nó đều cao hơn hết á. Chi phí đắt nhất thì có thể nói là chi phí nhà ở. Cái giá thuê nhà trung bình ở Cali là hết 3.000 đô một tháng. Vậy là một năm là đã hết khoảng 36.000 đô rồi. Ở chỗ này ngồi mát thì mình sẽ ngồi đây nói chuyện tiếp nha. Ây da, đó. Thì cái số tiền 36.000 đô một năm này đó các bạn, nó còn cao hơn là cái mức thu nhập bình quân của người dân trên toàn nước Mỹ nữa. Các bạn thấy kinh khủng không? Còn nói về cái việc mà mua nhà và sở hữu nhà ở Cali á, thì tại vì giá nhà ở đây quá đắt đỏ nên để sở hữu nhà thì phải nói là nó tốn thời gian hơn rất nhiều so với những tiểu bang khác. Bây giờ mình lấy ví dụ đi, chẳng hạn như là có hai người bạn cùng một xuất phát điểm, cùng sang Mỹ để định cư một thời gian giống nhau đây ha. Nhưng mà một người chọn một tiểu bang nào đó, chẳng hạn như là Texas, còn người bạn còn lại thì chọn Bắc Cali đi ha. Thì một người, cái người bạn mà ở Texas á, thì có thể chỉ cần phải đi làm chừng 2 năm, 3 năm hoặc là cùng lắm là 5 năm đã có thể đủ tiền để down payment một cái căn nhà, để mua một căn nhà. Còn cái người bạn ở Bắc Cali á, thì có thể phải làm 3 năm, 5 năm, thậm chí cả 10 năm để có thể tiết kiệm đủ một cái số tiền down payment. Thì chắc chắn là cái người bạn mà ở Bắc Cali á, sẽ cảm thấy hơi buồn một chút và cảm thấy ngậm ngùi vì sao bạn mình ở tiểu bang khác gọi là đã mua được nhà, đã có thể an cư lập nghiệp, còn mình á, thì sao vẫn mãi chưa mua được nhà. Thì thực ra cái tình trạng mà giá nhà cao rồi khó sở hữu nhà đối với những người dân bình thường ở Cali á, chuyện đó là, nói chung là một cái chuyện mà rất là phổ biến và khá là đau đầu. Cái giá nhà trung bình ở Cali á, thì có thể nói là đắt nhất nước Mỹ đi. Nếu mình không nhầm á, thì là theo cái số liệu ở thống kê á, cái giá nhà trung bình của Cali năm 2022 á, thì là có giá là đến 834.000 đô một căn nha các bạn. Và cái giá nhà nói chung là kể từ cái thời Covid cho đến năm 2022 á, là năm ngoái á, là giá nhà tăng vọt lên luôn. Và cũng theo thống kê á, thì là cái median household income của Cali, tức là cái mức thu nhập trung bình của hộ gia đình ở tiểu bang Cali á, là vào khoảng 84.000 đô một năm. Vậy thì cái giá nhà nó gấp 10 lần cái giá thu nhập trung bình của cả hộ gia đình. Một cái tỷ lệ này gọi là rất là cao so với những cái tiểu bang khác của nước Mỹ. Và vào thời điểm hiện tại khi mà kinh tế đang đi xuống thì có rất nhiều người đang mong chờ là thị trường nhà đất sẽ crash và giá nhà sẽ giảm để người ta có thể mua hoặc là gom nhà ha. Nhưng mà mình không biết tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà ở Cali thì giá nhà, thị trường nhà mình thấy cũng không có cái gì gọi là hạ nhiệt hết á. Và cho dù là thị trường nhà ở Cali có bị crash đi nữa thì mình giả sử đi, nếu mà giá nhà có giảm xuống 30% so với giá hiện tại đi ha, thì cái mức trung bình một căn nhà bán ra cũng vào khoảng 600.000 đô, thì tính ra vẫn là cao hơn hoặc là bằng cái giá nhà vào trước thời điểm Covid. Vậy là cũng rất là cao. Trong khi đó thì các bạn thấy lương đâu có tăng bao nhiêu, lương không thể nào mà tăng bằng giá nhà được. Vì thế mà một cái người lao động bình thường ở Cali á, cũng rất khó để có thể mua được nhà. Mình cho các bạn coi một căn nhà ở San Jose nè, giá trung bình thấp nhất là 1 triệu đô trở lên rồi ha. Đây mình sẽ coi cái căn nhà này là giá thấp nhất nè, là 1.125.000 đô, là 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm. Mà bên trong á, thì nhìn cũ kỹ chưa nè. Cái này là vô nhà là chắc là phải sửa rất là nhiều.
Theo ước tính của Zillow á, thì là mỗi tháng tiền mortgage sẽ là vào khoảng 6.700 một tháng ha. Và người ta hay nói á, là cái rule cho tiền mortgage là không nên quá 1/3 cái thu nhập trước thuế. Vậy thì để có thể trả cái tiền mortgage hàng tháng 6.700 này á, thì một tháng bạn và hoặc là hai vợ chồng bạn á, phải kiếm được số tiền ít nhất là 20.000 hoặc là trên 20.000 đô một tháng trước thuế. Hơn nữa trong cái thời buổi này á, khi mà các công ty cắt giảm nhân sự rất là nhiều, thì cái việc mà mất nhà một cái á, là sẽ bị kéo nhà như chơi luôn. Chính vì cái chi phí cao như vậy nên có rất nhiều thứ mình muốn mua nhưng mà không thể mua nổi vì nó đắt quá. Chẳng hạn như là bạn có con, bạn muốn con mình được vào học một cái trường học tốt có điểm số cao, trường public school á, nhưng mà thường á, những cái nhà mà ở cái khu mà có trường tốt á, thì giá nhà trên trời không à. Còn nếu không á, thì bạn sẽ phải bỏ tiền ra cho con vào học trường tư, trường private school, mà những trường đó thì thường thường một tháng là bạn cũng phải đóng đến vài ngàn đô. Và cái giá nhà cao như vậy á, thì cũng dẫn đến tình trạng người vô gia cư rất là nhiều, đặc biệt là những thành phố lớn ở Cali, chẳng hạn như là San Francisco, Los Angeles hoặc là cả San Jose nữa. À, để mình chia sẻ với các bạn một điều này luôn, mình cũng khá là bất ngờ khi mà mình được đọc cái tin này luôn. Đó là cái thành phố, chính quyền thành phố San Francisco á, đã cho cái người vô gia cư cũng khá là nhiều tiền, thậm chí là cả 1.000 đô một tháng luôn nha. When you said that San Francisco pays people to be homeless, what did you mean by that? You mean that literally? Yeah, I mean I get $620 a month, dude. From general assistance or? Yeah. What'd you, how was that hard to get? Phone call, bro. Phone call, 200 food stamps and $620 cash a month. Wow. Forget about it. Why wouldn't I do it? Có thể nói chính điều này đã làm cho tỷ lệ người vô gia cư tăng lên chóng mặt, vì không cần làm mà vẫn có ăn và có tiền. Thì đối với những người mà lười lao động thì San Francisco và Cali chính là cái vùng đất vàng. Vì thế là những cái người vô gia cư khắp nước Mỹ kéo về Cali để sinh sống. Đi kèm theo đó là những bất ổn xã hội và tệ nạn gia tăng. Tỷ lệ tội phạm ở Cali thì càng ngày càng tăng cao. Thì người ta có những cái report về những cái phạm tội như là đập kính xe nè, rồi trộm cắp hoặc là đột nhập nhà, thì những cái ca như vậy, những cái case như vậy tăng cao rất là nhiều. Và Cali có một đặc điểm là những cái case mà ăn trộm hay gì đó mà dưới 950 đô thì cảnh sát sẽ không có quan tâm đâu. Nhưng mà thực tâm thì nói những cái trường hợp mà tội phạm tăng cao, mình nghĩ là có cái tính local, tức là có tính địa phương, là tùy vào cái khu vực và thành phố bạn ở, chứ không phải là nơi nào nó cũng nhiều tội phạm như vậy đâu. Mình nói vậy thì có thể là nhiều bạn gây hiểu lầm. Thì thông thường là những cái trường hợp mà tội phạm tăng cao là những cái nơi mà có ở những thành phố lớn, dân cư đông đúc, hoặc là nhiều người vô gia cư, nhiều người dân nhập cư hơn đó. Thôi bây giờ mình sẽ nói những điểm mạnh, những điểm tốt của Cali đi ha. Thì Cali có thể nói là một cái tiểu bang giàu có nhất nước Mỹ. Nếu mà mình coi Cali như là một đất nước riêng rẽ thì nền kinh tế của Cali là lớn thứ 5 trên thế giới nhé các bạn. Chính vì vậy mà có rất nhiều công ty lớn và nhỏ tập trung ở đây, và cũng có rất nhiều những cái cơ hội việc làm cho tất cả mọi người. Mình thấy thế này nhá, một người khi mà mới qua Cali định cư đi, nếu mà không có quá kén chọn á, thì công việc đầy ra sẽ không có lo chết đói. Đương nhiên ở Cali thì không có chết đói rồi. Đồ ăn đầy ra sẽ không có sợ thiếu việc làm hoặc là sợ lo không có đi kiếm tiền được đâu các bạn ạ. Khi mà gia đình mình dọn đến Cali sống á, thì mình thấy rằng cái nhịp sống ở Cali khá là nhanh. Mọi người đều kiểu như là rất là bận rộn với cái guồng công việc, rồi cái guồng hoạt động kinh tế ở Cali á. Mình có người bạn là chuyển từ một tiểu bang khác sang Cali làm việc nha. Cùng một công ty thôi các bạn, nhưng mà khi mà so sánh hai nơi á, thì ở Cali phải nói là công việc bận hơn rất là nhiều luôn. Trong khi đó thì ở tiểu bang cũ cùng một công ty, nhưng mà cái công việc có vẻ như là relax hơn, laid back hơn, không có còn phải là thức đêm làm việc. Còn ở đây là mọi người làm việc rất là trâu bò luôn á. Và chồng mình, ngay cả chồng mình khi mà qua bên đây làm việc á, thì làm việc giống như là cũng làm việc ngày đêm luôn đó các bạn. Không có giống như là ở thời Singapore là cũng làm nhiều nhưng mà không có nhiều như bây giờ. Và cái mức lương và cái mức thu nhập ở Cali thì cũng gọi là cao hơn những cái tiểu bang khác. Bây giờ nói về cái mức lương tối thiểu ở Cali đi, thì ở thời điểm hiện tại á, là mức lương tối thiểu ở Cali là 15 đô rưỡi một giờ. Tức là khi mà bạn đi làm á, thì chủ lao động phải trả cho bạn ít nhất là 15 đô rưỡi trở lên, chứ không có được thấp hơn. Thì nếu mà so sánh với những cái tiểu bang khác mà cũng có đông người Việt mình sinh sống á, chẳng hạn như Texas nè, thì mức lương tối thiểu hiện tại hình như là 7 đô, 7 đô 25 một giờ. Rồi Florida thì là 11 đô.
Còn cái tiểu bang Washington cũng có rất nhiều người Việt mình sống ở đó, nhưng mà cái mức chi phí ở đó cũng rất là cao. Vì thế thì cái mức lương tối thiểu ở Washington là cũng gần như tương đương với ở Cali. Cũng có thể bạn nói rằng là cái mức lương ở Cali cao nhưng mà bù trừ với mức chi phí cao thì tính ra cũng như vậy thôi. Thì thực ra thì cũng có cái đúng của nó, nhưng mà mình nhìn theo một hướng khác đi. Chẳng hạn như là một tháng bạn đi làm, bạn sẽ cố gắng bỏ ra khoảng 5% cái tiền lương của mình vào một cái khoản tiết kiệm và cái savings của mình đi ha. Thì nếu mà giờ so sánh đi, ở Cali chẳng hạn như 5% của cái mức lương ở Cali là 10.000, so với 5% mức lương của 5.000 hoặc là 7.000 ở những cái tiểu bang khác, thì 5% của 10.000 vẫn là nhiều hơn đúng không? Thì cái tiền bạn tiết kiệm, cái tiền bạn savings vẫn được nhiều hơn khi mà bạn ở Cali. Ở Cali có cái nền kinh tế lớn như thế, có rất nhiều cơ hội, rồi dân cư đông đúc nữa, thì có rất nhiều cơ hội việc làm cho những người nào mà đi tìm việc, hoặc là những ai mà muốn làm chủ, muốn mở công ty riêng của mình thì cơ hội cũng rất là lớn. Tại vì gọi là cái nền tiêu thụ, cái sự tiêu thụ của người dân nó rất là nhiều. Và ở người Việt mình ở Cali thì có rất nhiều người làm chủ và rất là giàu có luôn. Thì mình thấy Cali phù hợp là một nơi để kiếm tiền, để bạn gọi là theo đuổi những cái ước mơ của tuổi trẻ là kiếm tiền rồi mua nhà, mua xe đúng không? Còn Cali không có phù hợp là một cái nơi mà để dưỡng già, tại vì cái chi phí ở đây rất là đắt đỏ. Mình không có nói về những cái trường hợp mà giàu có rất là nhiều tiền nha. Tại vì có nhiều tiền thì thực ra ở đâu chẳng sướng, bạn không cần phải làm việc quá vất vả đúng không? Để cho gần gũi và dễ hình dung thì mình có thể là so sánh Cali giống như là Sài Gòn. Thì Sài Gòn có rất nhiều cơ hội này, là một nơi gọi là xô bồ, chật hẹp, đông đúc, nhưng mà ai ai cũng đổ xô đến để tìm kiếm cho mình một cơ hội. Rồi sau thì những năm tháng tuổi trẻ thì sẽ cố gắng làm việc để tiết kiệm, rồi khi mà đủ tiền, tùy theo định nghĩa từng người, hoặc là đến mà khi già thì có thể là mang cái số tiền đó về những cái nơi vùng quê, hoặc là những cái vùng mà có cái chi phí rẻ hơn để có thể gọi là an hưởng tuổi già. Quay lại cái việc so sánh mà mua nhà ở Cali và mua nhà ở những tiểu bang khác thì ở Cali bạn phải mất nhiều năm hơn để có thể mua được căn nhà. Nhưng mà sau khi mà chẳng hạn bạn mua được căn nhà rồi á, thì bạn có thể ngồi đó và chờ cái tiền gọi là cái giá nhà tăng. Tại vì ở Cali á, người ta mua nhà người ta chỉ trông chờ vào cái tiền appreciation thôi, cái giá nhà tăng. Tại vì giá nhà ở Cali gọi là tăng kinh khủng, những cái tiểu bang khác thì không thể nào mà tăng nhiều được như Cali đâu các bạn. Mình biết rất là nhiều những cái anh chị hoặc cô chú mà ở thành phố San Jose, Cali á, là cách đây mua nhà cách đây chừng 10 năm hoặc là 20 năm, lúc đó giá nhà rất là rẻ, chỉ có khoảng là 200 hoặc 300 ngàn một căn thôi, mà bây giờ giá nhà là toàn trên 1 triệu đô, tức là những cái người đó là toàn là những triệu phú rồi đó các bạn. Mà sau 10 năm hoặc 20 năm thì mọi người cũng giống như là gần như là trả hết cái số tiền nợ nhà rồi đó. Thì bây giờ là họ đã sở hữu hoàn toàn một cái căn nhà triệu đô, hơn triệu đô rồi. Và giống như là những cái người như vậy thì nếu mà họ muốn sống ở Cali thì họ cũng có thể tiếp tục sống, hoặc là họ có thể chuyển sang, giống như là họ có thể sống ở bất cứ đâu mà họ muốn. Tại vì với cái giá, với cái nhà ở San Jose như bây giờ nè, thì họ có thể cho thuê nhà nguyên căn giá ít nhất là được 3.500 hoặc là 4.000. Họ có thể bán đi được hơn 1 triệu đô rồi về những vùng khác rẻ hơn để sinh sống, mua một căn nhà chừng 200-300, rồi số tiền còn lại có thể đủ sống rồi đúng không? Mình và bạn bè mình khi mà nói chuyện với nhau thì hay nói đùa rằng là cái mức chi phí, cái điểm bất lợi của Cali đó là cái mức chi phí sinh hoạt quá cao. Nhưng mà cũng là một điểm có lợi, đó là vì ở Cali rồi nên khi mà đi những nơi khác, thành phố khác hoặc là sang nước khác thì thấy những cái chi phí khác nó đều trở nên quá là rẻ. Không biết là những cái bạn ở Cali thì có cùng suy nghĩ với mình hay không. Nói chung là vừa là bất lợi và vừa là có lợi. Vì thế thì mình thấy là những ai mà đang ở Cali á thì có thể dễ dàng chuyển sang những cái tiểu bang khác để sinh sống. Nhưng mà cái chiều ngược lại là muốn sang Cali sống thì nó cũng khó khăn hơn nhiều. Có thể nói là Cali, phần lớn là Cali ha, nó khá là xô bồ, thì có thể là sẽ không có phù hợp với những bạn nào mà muốn sống một cái cuộc sống gọi là bình bình yên ổn. Thì thực sự cái này cũng là tùy theo sở thích của từng người thôi. Tại vì mình thấy ở những cái tiểu bang khác mà bạn vẫn hài lòng với cuộc sống rồi, có công việc làm tốt thì việc gì mà phải đến Cali đúng không? Tại vì ở Cali thực sự là làm việc châu bò rất là nhiều luôn. Như bạn biết rồi đó, như ở Cali giá nhà mặc dù là rất là đắt, hơn triệu đô đi, nhưng mà nhà rất là nhỏ, cũ và xấu, nó không có rộng và đẹp như những tiểu bang khác đâu. Mình thấy thì ở đâu cũng vậy thôi, cũng có cái điểm tốt và điểm chưa tốt. Chủ yếu là bản thân mình là biết dung hòa, biết mình muốn cái gì và mình chấp nhận và chịu được những cái khó khăn, những cái điểm xấu gì ở nơi đó.
và tập trung vào những cái điểm mạnh ở nơi đó, và miễn là mình cảm thấy là vui vẻ, hạnh phúc ở nơi đó là được, đúng không các bạn? Cái điểm được thứ hai ở Cali á, đó chính là thời tiết và khí hậu. Mình nghĩ là sẽ không có ai không đồng ý với điều này, tại vì ở Cali là một nơi có thể nói là khí hậu ôn hòa nhất ở nước Mỹ. Trời thì trong xanh, nắng đẹp quanh năm, đặc biệt là nếu mà bạn ở những cái khu vực phía nam Cali. Còn ở khu phía bắc Cali như mình này, thì là mùa đông thì có hơi lạnh hơn một chút, nhưng mà cũng không là gì so với những cái tiểu bang ở vùng đông bắc hoặc là vùng Midwest. Thời tiết đẹp chính là cái yếu tố mà rất nhiều người mong muốn đến Cali sinh sống. Và người ta hay nói rằng đến Cali bạn phải chịu thuế đắt và chi phí cao, chính vì là bạn phải trả cho một cái tax, người ta gọi là sunshine tax, tức là chi phí cho nắng đẹp. Thực sự thì mình thấy đúng là như vậy. Ở đây thì vì trời nắng ấm mà nên gọi là những cái hoạt động và hội hè rất là phong phú đa dạng. Sẽ không có cảm thấy buồn chán, và bạn sẽ không có phải là mấy tháng ở trong mùa đông giá lạnh như những tiểu bang khác. Đi kèm với khí hậu tốt là thiên nhiên và cảnh quan ở Cali rất là đẹp, hùng vĩ và phong phú. Bạn muốn núi cao có núi cao, muốn sông có sông, muốn biển có biển, muốn hồ nước gì cũng đều có hết. Và có đầy đủ bốn mùa luôn, đặc biệt là những cái khu vực mà ở phía bắc Cali, bạn muốn lá vàng cũng có lá vàng, muốn tuyết có tuyết. Mà đặc biệt ở đây á, là bạn chỉ cần trong vòng lái xe trong vòng chừng 4 tiếng, 3-4 tiếng thôi là bạn có thể đến được tất cả những cái nơi này, không cần phải đi đâu quá xa. Gia đình bạn mình là chuyển từ Texas qua Cali, thì bạn mình có bảo rằng là cái thời tiết ở Texas nó hơi bị extreme, tức là lạnh á, thì là quá lạnh, còn nóng thì cũng rất là nóng. Và nhà Texas thì rất là bự, vườn rất là rộng, nhưng mà cũng không có thể nào dùng được vườn, tại vì mùa hè thì là quá nóng, rồi nhiều côn trùng nữa, toàn phải ngồi trong nhà bật máy lạnh lên. Còn mùa đông thì lạnh quá cũng rồi tuyết rơi, nên cũng không có ra ngoài ngồi được vườn. Không có giống như Cali là hầu như là 9 tháng trong năm là bạn có thể xài cái vườn của bạn được rồi, trừ những mấy tháng mà lạnh quá như là tháng 12, tháng 1 á. Mình cũng có xem một số video của những cái YouTuber khác mà họ chuyển từ Cali sang Texas, rồi sau đó vài tháng hoặc là một năm rưỡi họ lại move back về California, tại vì họ bảo là họ không có chịu nổi cái thời tiết ở Texas. Và sau khi mà tính toán xong á, thì những cái chi phí của họ thì đúng là có giảm thật, nhưng mà họ thà trả nhiều tiền hơn để quay lại, để sống được với cái thời tiết và cảnh quan ở Cali. Và ngay cả bản thân mình này, khi mà mình ở Bắc Cali á, thì một trong những điều mình thích nhất á, đó là cảnh quan ở đây. Và ở đây thì có rất nhiều như gọi là những cái công viên, những cái chỗ núi non để bạn có thể đi leo núi, đi hiking cùng với gia đình và bạn bè. Thực sự đây là một cái điểm mà mình nghĩ là nếu mà mình chuyển sang những bang khác á, thì mình sẽ cực kỳ nhớ. Cái điểm cộng thứ ba khi mà ở Cali á, đó là Cali là nơi có đông cộng đồng người Việt nhất nước Mỹ. Thì cái này mình ngoại trừ Texas ra đi ha, tại vì cộng đồng người Việt ở Texas cũng rất là đông. Nếu như bạn là một người thích sống gần cộng đồng người Việt mình á, thì Cali là một nơi rất là lý tưởng. Nhưng mà mình cũng biết là có rất là nhiều người không có thích sống gần nơi có đông cộng đồng người Việt đâu. Thì cái này thì tùy từng người thôi. Với những ai mà thích sống gần nơi có đông người Việt nè, thích ăn đồ ăn Việt nè, văn hóa Việt, rồi những hội hè người Việt á, thì nơi đây là một nơi cực kỳ phù hợp. Đồ ăn thì mình phải nói là đa dạng, nhiều và rất là ngon. Thậm chí là mình thấy ở đây có nhiều đồ ăn còn ngon hơn những cái quán tủ của mình ở Việt Nam, ở Sài Gòn luôn đó nha các bạn. Rồi những cái đợt mà lễ hội cuối năm, đặc biệt là cái đợt Tết vừa rồi đó các bạn, thì ở đây có rất là nhiều những cái hoạt động đông vui và truyền thống mà giống như là có từ xưa rồi mà lâu lắm mình không có được trải qua lại á. Ba con cá. Ba con cá luôn, quá đáng quá đáng. Con cuông bầu rồi, thua rồi, này quá. Thì ở đây cái dịp Tết như vậy là mình cũng thấy gọi là bớt nhớ nhà hơn hẳn luôn á. Rồi việc đi chợ nấu ăn cũng rất là tiện lợi, hàng quán thì quá chừng luôn. Nói chung là mình không có thể nào mà than vãn gì khi mà ở Cali, khi mà nói về cái khoản ăn uống ở đây hết nha. Hơn nữa ở đây thì có rất đông người Việt, có rất nhiều những cái hàng quán, rồi những cái business của người Việt. Vì thế là những ai á, mà khi mà mới sang Mỹ định cư mà tiếng Anh mà chưa có giỏi á, thì mình thấy là cũng rất dễ dàng để xin một cái công việc ở những cái nhà hàng quán ăn. Tại vì bạn chỉ cần gọi là chạy vào một cái quán ăn hoặc là cái hàng quán bất kỳ, bạn hỏi là có cần người hay không, thì lúc nào họ cũng cần người hết đó nha các bạn. Nên nói chung là sẽ không có lo thiếu việc làm đâu.
đó là những điều mà mình thấy được và mất khi mà ở Cali. Nhưng mà Cali thì cũng rộng lắm, và những cái điều mà mình chia sẻ thì mình nghĩ là đúng phần lớn ở những cái chỗ mà gọi là đông đúc và thành phố lớn thôi. Còn những bạn nào mà ở những cái chỗ mà hơi xa xôi hẻo lánh một chút đó thì những điều mình nói có thể là không có chính xác đâu ha. Nhưng mà có một điều duy nhất không thích đó là cái chi phí sinh hoạt ở đây quá cao. Vì vậy có một khoảng thời gian thì thực sự là nhà mình suy nghĩ nghiêm túc là có nên chuyển sang một tiểu bang khác sinh sống hay không. Tại vì công việc của chồng mình thì cũng có thể chuyển sang tiểu bang khác sống và làm việc được cùng một công ty. Và sau một thời gian mà mình tìm hiểu này, rồi đọc rất nhiều thông tin, nói chuyện với bạn bè, rồi nhìn lại những cái nhu cầu của bản thân và gia đình mình, thì gia đình mình vẫn quyết định là ở lại Cali. Tại vì cái cơ hội nghề nghiệp ở Cali thì thực sự là vẫn là nhiều hơn. Mà hơn nữa thì vợ chồng mình vẫn còn trẻ nên cũng muốn gọi là phấn đấu về công nghiệp, về sự nghiệp một chút. Và Cali thì cũng thấy rất là vui. Và tụi mình kiểu như là thích một cái không khí vui nhộn, happening, có nhiều thứ để ăn chơi á. Có thể là nhiều người nói là ở Cali là đất chật người đông, sống không thoải mái. Nhưng mà với những người mà từ châu Á giống như mình mà chuyển qua Mỹ thì châu Á các bạn biết rồi đó, ở những thành phố lớn thì đông đúc như thế nào. Kêu là Cali đông nhưng mà mình thấy ở Cali vẫn thực sự là rất là vắng đối với mình luôn á. Mình cũng chưa thể hình dung ra được cái cảnh mà hai vợ chồng phải cào tuyết dày mấy inch và mấy chục inch để lấy xe trước khi đi làm. Tụi mình thì không có chịu lạnh được. Và hơn nữa thì là cả gia đình mình đều rất là mê đồ ăn Việt, nên cảm thấy là ở đây thực sự là một cái nơi rất là phù hợp với gia đình mình. Có thể là gia đình mình cũng mới đến Cali thôi nên thấy Cali vẫn rất là mới mẻ và có nhiều thứ hấp dẫn. Và bây giờ thì cũng còn rất là sớm để nói trước được điều gì, tại vì biết đâu chừng vài năm nữa tụi mình sẽ thay đổi khác, rồi có những cái nhu cầu khác và lại quyết định chuyển đến một tiểu bang khác để sinh sống thì sao. Nói chung là không biết được gì, tại vì ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn một đời người thì mình lại có những cái suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà thì ít nhất là tụi mình vẫn thấy hài lòng với cuộc sống ở Cali. Vì thế thì tụi mình vẫn đang cố gắng làm việc nè, sống tốt và enjoy với cái lựa chọn của hiện tại thôi. Còn tương lai thế nào thì để sau này tính sau. Còn những cái bạn nào mà đang suy nghĩ là có nên chuyển đến California để sống hay không á, thì thực sự là mình khuyên là các bạn cũng không có nên nghe theo lời ai cả, ngay cả bạn bè và người thân, vì mỗi người là mỗi khác. Bạn nên tự mình tìm hiểu thông tin này, có thể là nói chuyện với người thân bạn bè để có thêm nhiều cái góc nhìn khác nhau, rồi tự mình đưa ra những cái đánh giá, nhận xét về cái hoàn cảnh, về cái trường hợp và công việc của mình để xem như thế nào là tốt nhất, là phù hợp nhất với bản thân mình. Vì chỉ có bạn là biết là bạn cần gì, bạn muốn gì thôi. Thôi video này cũng khá là dài rồi, mình tạm dừng ở đây. Với những bạn nào mà đang ở Cali thì các bạn nhớ cho mình biết rằng các bạn vẫn còn đam mê Cali hay không. Còn những bạn nào mà đang ở những tiểu bang khác của Mỹ thì các bạn nhớ chia sẻ với mình những cái điểm được và chưa được ở tiểu bang các bạn đang sống nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!